vô thủy ta luân hồi cát bụi, vẫn miệt mài bám lấy cõi trần gian, vẫn hít thở âm thầm yêu cuộc sống. Trần gian ơi, nghe cát bụi mơ màng, theo khát vọng ta trầm luân gót mỏi, đếm đường dài vết cũ bụi chưa tan. Ngoảnh mặt lại khói sương mờ phong kín, đường qua đi mất dấu tự phương ngàn. Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thật không phải là dễ. Chúng ta là khách lữ hành, đang đứng trước ngã tư mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu. Thảnh thơi an lạc hay là sầu bi thống khổ. Xuất gia chọn cuộc đời làm tu sĩ, nghĩa là từ đây vị ấy sẽ chọn cho mình một lối đi độc hành, nhưng không riêng lẻ. Con đường ấy, hành trình ấy, chắc chắn không có nhiều hoa thơm cỏ lạ, không có nhiều suối mát trăng thanh, mà đâu đó trong cuộc đời còn phải đối diện với rất nhiều trông trên, cạm bẫy và khó khăn chướng ngại. Ấy vậy mà, vì sao vẫn có rất nhiều bạc chân nhân khước từ những thú vui tạm bợ trong chốn bụi hồng để dấn thân vào cửa thiền môn u tịch. Chọn cuộc sống nhẹ nhàng bên nhịp mõ lời kinh, hay là ôm hoài bão lớn, âm thầm phục sự nhân sinh, dấn thân vì hạnh phúc của muôn người, muôn loài.